không khu vực cán bộ lâm ra đây hết đi. Dọn qua, dọn qua gặp ra tới đây nè. Đó. Bây giờ dọn về lại chỗ này gấp mọi nha. Đây là một bây giờ thì đã là ngủ đi. Em đi. Trời em có ai sao mãi đồ mà. Rồi, trống trải rồi, chạy gấp mẫu cho cậu đây. Rồi dọn dẹp bàn rồi này kia luôn hơn rồi giờ dọn hết luôn á quý vị. Dẹp cái bàn thờ luôn để chống chỗ cái cậu mới vô được. Cũng là bộ cậu ở đây là có mấy anh em xuất hiện. Cô như lại có như này. Cái bàn thờ của cậu đây giờ dọn hết rồi chạy lên mẹ luôn. Để cho
quay cũng đứng ngay ở đây đây. Bỏ bên đi ra. Không gì được rồi đó. Rồi hơn chừng rất là mừng luôn cô chú chị ơi. Có mong chờ là hơn chừng quá quý rồi. Sẽ xong trong ngày hôm nay. Ở đây là tin vui là hôm nay là sẽ xong hết. Tất cả cũng vì cậu thôi. Mỗi tay mỗi chân cô chú anh chị ơi. Cũng đã hơn 2 tháng rồi. Thì hôm nay đó là quá quý rồi. Nhưng mà điều đặc biệt thiếu hàng hay sao á? Nói là hôm qua là mỗi nói là à có anh Sử à, có khả năng là cậu Thành bận cô chú anh chị ơi, thì hôm nay là đông đủ hết rồi, chỉ có thiếu mình cậu Thành thôi. Bao nhiêu sự mong đợi mấy tháng nay à, rất là vui cô chú anh chị. Thì bữa giờ bao nhiêu mẫu của con năm thì hôm nay là được là bông hoa đầu dọn đến hàng ngày. Hôm nay là ngày bây giờ là mấy người nhà của con năm xuống đây quét dọn để chuẩn bị là gác mộ cho con năm. Xong rồi bây giờ xe ra gác mộ chuẩn bị vô ngày mai xe một cái chị bây giờ nay cũng thấy nổi cái nhà này không có dụng chủ vô không bữa nữa đang là mẫu áp ơi để coi cho coi có điều gì có gì đừng 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 bước vô đừng bước vô đừng bước vô đâu có hiện tượng gì đâu ở mình chỉ là quay quay vòng vòng ngoài thôi chụp ra ngoài thôi đừng bước vô nha đúng rồi mọi người đang chuẩn bị đá rồi rồi sẽ tới cậu tới sẽ tới sẽ tới sẽ cậu tới rồi cậu tới rồi mừng cho cậu hôm nay là có được nhà mới rồi bạn ơi. Ủa, có hiện tượng gì kìa quý hình kìa có quý hình người luôn kìa ừ đúng rồi quý hình người luôn nè cả nhà ơi hình người nguyên cái thức nha ơi cậu Năm ơi Năm ơi cậu về cậu về cậu về cậu về hạnh cậu nhé cậu hiểu lên rồi quý vị cậu hiểu lên rồi wow lên wow. Nguyên cái hình luôn nè quý vị, hình cậu nè quý vị. Rồi hồng loan khóc rồi, cái nhà rồi hồng loan khóc rồi, đúng là cậu cũng nó xuất hiện lên luôn rồi, cũng bây giờ cũng như thấy nguyên một cái hình người luôn nè quý vị, hình cậu Năm đây cũng đã xuất hiện luôn nè cái nhà đó. Hiển lên rồi, cậu Năm hiển lên rồi, quá lên luôn, quá lên luôn. Chị hồng loan khóc rồi, nãy hồng loan khóc luôn rồi, chị hồng loan khóc luôn rồi quý vị ơi. Lưu Hải Hồng cũng giúp thành quân trên lần đầu nha. Chỉ đây. Wow, hình đó. Vũ Linh mãi đến. Đó. Đó. Tự nổi luôn á. Ở cái hình người luôn kìa. Đây hình người, hình người. Hình người kìa bà con ơi. Cái đầu luôn kìa. Xích vô, xích vô. Đầu miệng lên. Dạng cái đi. Dạng nè. Cậu về cái nhà ơi. Một cái tấm cái tấm mộ là bằng cọc trình tự trên cũng là rơi xuống nha. Rồi cậu Năm hiện linh linh rồi. Mệt luôn cắn chút không đúng không? Đi gan rồi nằm dưới luôn. Đúng rồi. Cô chú cứ nhìn nha cô chú. Chúng mình cái này mình quay là ở ở trên một cái xuống nha. Con đầu kìa. Dạ những mình cũng Năm nha. Các bạn thấy nha.
đầy đủ luôn đó. Rồi biết là chị xé là chuẩn bị là đem hai cái miếng xuống mà chị Hạnh ơi, hai miếng đầu tiên nha. Rồi bây giờ cái mẫu bia đó là họ cắt ra vài ngày, anh em mình có quay cô chú bây giờ là đã chuẩn bị là gáp vô cô chú rồi. Hôm nay lên mẫu luôn á. Chị em Loan khóc luôn cả. Chị em Loan thấy cậu Hiển Linh cậu em Loan khóc. Trời ơi, mày quay còn ngầu nữa mày. Tôi giúp mày quá. Đứng mẫu giò thôi, tôi nghỉ đi còn gán đâu hả? Về. Tao đâu có đâu, quay cho vui thôi, về chứ có Will. Will kinh lớn hút hết rồi. Rồi chuẩn bị nha, hai cái miếng đá vô nha. Ok. Đây là quay đâu. Hai miếng đá đang di chuyển vô trong mộ của năm cô chú anh chị các bạn. Bữa nay là thông tin tụi em đưa lên là hoàn toàn chính xác nha cô chú. Hôm nay không chính xác, giờ là chính xác rồi. Hôm nay là hoàn toàn chính xác 100% rồi. Giống hình luôn ha, có hình luôn á, được năm luôn á. Dòng Loan khóc luôn ta. Loan khóc là không cầm được nước mắt luôn cô chú. Như là hôm nay thấy mộ của cậu Năm á đã gáp rồi, chị mừng không thể diễn tả luôn. Quá trời mừng rồi. Thôi chị ơi cũng gán kịp đau thương chị ơi. Dù gì mộ của cậu cũng là bữa nay là hoàn thiện rồi chị ơi. Gán kịp đau thương chị. Bạn xô đến luôn à bà con ơi. Rồi hai miếng đá đang di chuyển vô cô chú ơi. Hôm nay là mộ chính xác là thật 100% nha cô chú. Hôm gài là không có. Hôm nay là thật luôn. Rồi, di chuyển vô luôn. Hai miếng đá. Hai miếng đá đầu tiên. Trời, hai miếng đá này là đã khối nha anh em. Đã khối dày á. Tính ra có khoảng 20 phần đó nha. Hôm nay là chị Hồng Loan là chị không cầm được nước mắt luôn cô chú. Anh Duy Minh giật giật lại chút xíu anh Duy Minh. Tôi thấy cái hình cái anh Duy Minh. Anh em nào ở đây quay thì quay, anh em nào đi ăn thì đi ăn nha. Hôm nay là nói chung ra là anh em YouTube là cố gắng bên đây full clip để mà cho cô chú anh chị xem cách trọn vẹn. Rồi cậu Thành đến nha, cậu Thành đến nha cô chú ơi. Cậu Thành chắc hồi tối cậu Thành xỉn lên trễ quá.
đó, hình hình cậu Năm hiện giờ luôn đó. Có một một miếng đá đang di chuyển vô cô chú ơi. À đúng rồi, cái hình luôn. Anh em công nhân đang làm đá hộ cậu thì đang di chuyển vô, là mình thấy là ở trên là có 4 miếng đá và đang di chuyển vô 2 miếng cô chú. Cái này là đá này là các bạn, là đá này dày nha, có khoảng 20 phân á. Đó. Cậu Năm ơi, có nhà cậu Năm ơi. Nhà mới cậu Năm ơi. Có nhà mới nha cậu. Nhà mới nha cậu, nhà mới nha cậu. Quá trời cảm ơn mấy anh thợ đá. Hôm nay là đến gác mộ cho cậu Năm. Cậu Năm vui mừng cực kỳ, là không biết nói lên lời nào luôn. Rồi, lên chút xíu nữa, lên chút xíu nữa. Rồi, sát vô chút xíu, sát vô chút xíu. Rồi, thước đo, thước đo, thước đo. Cái bông nhiều hơn á. Rồi à, anh em ơi, ông dẫn anh chặn nó ca bạn con Năm coi. Ông chặn nó ca, bạn ca chỗ đi. Cũng khóc quá mọi người ơi. Trời ơi, cũng khóc quá. Dạ, cái đứa nữa. Anh chặn ca cổ hay lắm. Rồi, chuẩn bị là di chuyển miếng thứ hai vô cô chú ơi. Đúng rồi, đúng rồi. 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 Đúng rồi, đúng quý lắm 24 giờ đâu rồi? Đây là miếng đá thứ ba thứ tư cũng là chuẩn bị đủ luôn cô chú. À đúng rồi, đúng rồi. Chưa thấy cái gì luôn. Quay cho rõ ràng vô nha, không có công đắc nha. Rồi đang di chuyển thêm hai miếng đá là đang di chuyển xuống cô chú ơi. Hai tấm rồi. Bữa nay là anh em ở đây như là anh em là người nhà của Năm. Ai cũng là xuống đồng cô chú. Đó, hai miếng phải di chuyển xuống qua cô chú. Đây hai miếng, từ kia xuống hai miếng nữa. Nó nhỏ lắm. Rồi đang di chuyển xuống hai miếng đá cô chú ơi. Quá đỉnh. Hai miếng đen, hai miếng trắng nha.
và đứng đây là thấy cái mộ cậu là rất là xúc động, ngang ngào luôn cô chú. Chỉ mừng, rất là vui mừng luôn khi mộ cậu đã bữa nay đã hoàn hảo hoàn tất cô chú. Bây giờ nói chung ra để mình quay một vòng cho mấy bạn xem ha. Bên kia là người nhà nghe, vòng vòng đó là anh em YouTuber không à. Đó, quá trời luôn. Quá trời này mình tốt luôn. Rồi đó là dưới dép của mình, đó là cái một nhà các bạn. Nếu các bạn thấy hữu ích thì cho mình xin một like, một share, một ký. Các bạn có thể ấn tượng của các bạn. Rồi chào các bạn nha. Rồi tiếp tục lại mộ cậu nữa các bạn ơi. Mộ cậu là đang chuẩn bị rồi vô thêm hai miếng đá nè cô chú. Hai miếng đá này nữa là xong rồi. Là tới rồi. Đây là hai miếng, còn hậu nữa còn tới mấy miếng nữa cô chú? Mấy miếng trên không biết học dạy rằng biết gấp được không? Năm miếng trên. Hôm nay là mấy anh em làm đá cũng đó, tất cả cập nhập để di chuyển làm cho nội mộ của cậu là nội trong ngày nay phải là hoàn tất cô chú. Đó là anh em YouTube hôm nay thì dù gì ở đây thì nói chung ra là nhịn đói hay là ăn no gì không quan trọng, cái quan trọng là để cho mộ cậu xong xuôi hết. Mà nói chung ra là còn 4-3 con gà nướng chút xíu anh em YouTube chạc vô ăn nha anh em. Tại hôm giờ lên một giả thôi không? Không không. Có ba con nha bác. Ba gà nướng. Hổm gà nói là mình xin đính chính lời với cô chú chị các bạn là hổm gà là mộ của con Năm là chưa xong nha cô chú. Bữa nay mới hoàn tất nha. Hổm gà lên mộ giả mà. Chứ bữa nay là mộ này là chính chủ luôn đó. Chính chủ của con Năm Vũ Linh luôn. Hổm gà đi lên mộ Ba Khe không à. Còn bữa nay là chơi mộ này là mộ chính chủ luôn. Chính hết luôn. Hổm gà là tin đồn là anh em mình chỉ là nghe người ta nói thôi chứ không ờ đúng rồi ờ gái đồn kỳ cũng không biết đó. Hôm nay là mộ cậu mới chính thức nha. Dạ được, dạ được, đúng rồi. Thì Quý Đăng TV hôm nay cũng là chứng kiến là mộ của cậu là chính